nghi thức Final Talk của các thủ khoa của trường Đại học Hoa Sen trong buổi lễ tốt nghiệp lần thứ 40 ngày hôm nay. Và tất cả chúng ta đều là những ngôi sao. Điều duy nhất chúng ta có thể làm với bản thân mình là học cách tỏa sáng. Và tôi là Huỳnh Mỹ Trinh, thủ khoa ngành tâm lý học trường Đại học Hoa Sen. Tôi là Nguyễn Vĩnh Ngọc, thủ khoa ngành kinh doanh quốc tế. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói con cảm ơn ba mẹ vì đã ở đây và là lý do để con đứng ở đây ngày hôm nay. Đồng thời xin cảm ơn được ơn đến quý thầy cô và tất cả những người bạn của mình. Mọi người chính là đóng góp thành công của mình hôm nay. Xin cảm ơn. Tôi là Ngọc Huyền, thủ khoa ngành công nghệ thực phẩm khóa 17. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây. What doesn't kill you is make you stronger. Tôi, Đại Diễm Quỳnh, thủ khoa ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Ngày hôm nay có cơ hội đứng tại sân khấu này, tôi muốn truyền tải đến các bạn một thông điệp, đó là hãy sống trong một thế giới biết ơn. Chúng ta hãy nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đến tất cả những thứ mà chúng ta gặp, dù là khó khăn hay là thất bại, thì những điều đó đều mang đến cho chúng ta những bài học vô giá. Và chúc cho tất cả các bạn cân tưởng nhân có mặt ngày hôm nay đều sẽ thành công trên con đường mà các bạn đã lựa chọn. Xin chào mọi người, mình là Phương Kim, thủ khoa của ngành nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Mình chỉ muốn gửi tới mọi người một thông điệp, đó là mong mọi người hãy yêu lấy bản thân mình và yêu lấy tất cả những người xung quanh. Cảm ơn mọi người. Tôi tự hào là thủ khoa ngành ngôn ngữ Anh khóa K18 của trường Đại học Hoa Sen. Hôm nay tôi muốn gửi đôi điều đến tất cả các bạn tân sinh viên. Work hard, play hard, do your best because you can live only once. And remember, when there's a will, there's a way. Thank you. Xin chào tất cả các quý thầy cô, quý phụ huynh và tất cả các bạn tân khoa đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Tôi tên là Phan Thị Minh Huyền, là sinh viên khóa 18 của khoa du lịch. Và tôi rất vinh dự vì được là thủ khoa của ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Khi đến đây, tôi có một muốn phát biểu là chúng ta chỉ mất 4 giây để chụp một bức ảnh tốt nghiệp, nhưng lại mất tận 4 năm để học tập và trau dồi kiến thức tại Đại học Hoa Sen. Vậy nên, buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay chắc chắn không phải là một sự kết thúc, và cũng chắc chắn rằng không phải là một sự chia ly, mà đây chính là một sự khởi đầu mới, một bước ngoặt mới cho sự trưởng thành của chính chúng ta trong tương lai. Chắc chắn chúng ta sau này sẽ còn gặp lại nhau ở những vị trí mới, những vai trò mới, là những người được đạt những thành công trong tương lai. Và tôi, bản thân tôi xin cam kết rằng tôi sẽ sống hết mình, học hết mình, chơi hết mình và đạt được những thành công rực rỡ nhất cho chính bản thân tôi trong tương lai. Xin cảm ơn. Tôi là Nguyễn Minh Thu, là tân thủ khoa của ngành quản trị khách sạn khóa 2018 với GPA 3.97. Dù điểm số có thế nào đi chăng nữa thì xin chúc tất cả ước mơ của chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Xin chào các bạn, mình là Trương Mỹ Ngân, thủ khoa ngành tài chính ngân hàng. Mình có một thông điệp muốn chia sẻ với các bạn, đó là the person you should try to be better than is the person you were yesterday. Vì vậy mình chúc cho tất cả các bạn tân cử nhân của trường Đại học Hoa Sen sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Đăng Khoa, thủ khoa ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Hôm nay mình tới đây với một thông điệp dành cho bản thân và tất cả các thủ khoa, các tân khoa tại đây, thì mình mong muốn các bạn hãy giữ lấy những cái nhiệt huyết tuổi trẻ, những cái thành công vẻ vang và tự hào của ngày hôm nay để tiếp tục duy trì, phấn đấu, phát triển và phát huy đất nước, để giúp cho chúng ta ngày càng một bay xa và bay cao hơn khắp năm châu. Xin chào
tất cả mọi người, mình là Tường Vi. Hôm nay rất tự hào và vinh dự khi được là thủ khoa ngành quản trị văn phòng. Xin chúc cho tất cả tân khoa ngày hôm nay chúng ta sẽ luôn quyết tâm vững bước trên con đường mình đã chọn. Và hãy luôn thật tỏa sáng, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình rất là vui khi là một trong những tân khoa đến từ ngành thiết kế thời trang trường Đại học Hoa Sen. Và mình xin chúc tất cả mọi người, tất cả các tân khoa có mặt trong buổi dự lễ ngày hôm nay một hành trình mới, thật nhiều đam mê và thật nhiều tỏa sáng. Chào mọi người, mình là Trường An, thủ khoa ngành Marketing. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó là There's no way to happiness, happiness is the way. Và chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là các anh chị em ngành marketing cũng như là khoa kinh tế quản trị luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và luôn vững tin vào những gì mình đã chọn. Cảm ơn mọi người. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Yên Thảo, thân vinh dự là thủ khoa của ngành thiết kế nội thất. Thì để có những giây phút tỏa sáng cho ngày hôm nay thì đó là kết quả của hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ trong 4 năm thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Mình chúc các bạn tiếp tục nỗ lực tỏa sáng thật rực rỡ cho những hành trình tiếp theo trong tương lai. Xin cảm ơn. Dạ, xin chào tất cả các bạn. Thì mình xin chúc tất cả chúng ta, các bạn tân khoa có mặt tại ngày hôm nay sẽ có một cái hành trang phía trước thật là tốt đẹp, hạnh phúc và luôn luôn là chính mình. Xin cảm ơn ạ. Chào các bạn, mình là Trang, thủ khoa của ngành thiết kế đồ họa. Có một điều mình muốn nhắn gửi đến mọi người là học tập và làm việc chăm chỉ, sống tử tế và chắc chắn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người. Mọi người, mình là Trần Đình Quang, tân thủ khoa của ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Hôm nay mình muốn gửi cho mọi người một thông điệp, đó chính là nếu như bạn muốn bắt đầu làm một chuyện gì đó thì thời điểm thích hợp nhất chính là hôm nay. Thời điểm thích hợp nhất chính là hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn. Winner đã truyền cảm hứng cho mình rằng đừng nên cố gắng vào vai để trở thành bản sao của bất kỳ ai. Hãy luôn giữ những giá trị khác biệt và tự tin thể hiện. Vì mỗi chúng ta là movie star trong bộ phim mà kể về chính cuộc đời mà chúng ta đang bước qua. Một lần nữa, âm thanh, máy chạy, ready and action. Xin chào mọi người, mình là Hồ Hoàng Hiếu, thủ khoa ngành công nghệ thông tin. Hôm nay mình rất vinh dự và tự hào vì được ở đây ngày hôm nay. Xin chào mọi người, mình là Hồ Hoàng Ưng, mình là thủ khoa ngành kế toán kiểm toán. Và hôm nay mình đến có một câu là không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại. I believe in you. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn và ngân dài để cùng chào mừng trên sân khấu thủ khoa trường Đại học Hoa Sen, Phạm Huỳnh Hương. Ladies and gentlemen, please give a big round of welcome on stage, Miss Phạm Huỳnh Hương, the valedictorian of Hoa Sen University. Tôi, Phạm Huỳnh Hương, sinh viên ngành quản trị nhân lực khóa 19 và hôm nay tôi chính là thủ khoa trường Đại học Hoa Sen.